Rồi, hiện tại con xe này đang được anh Quang chào bán với mức giá là 615 triệu nha. Kia Seltos sản xuất 2021. Đây, logo Kia. Odo 26.000 cây bản 1.4 Premium nha. Và trong video này em Quang sẽ test drive và trải nghiệm con xe này cho quý anh chị xem. Đang quay xe thì gặp anh Phong đánh một con Nissan Verita. Em Quang cũng đã quay rất là nhiều lần trên kênh siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389 và lại là anh Quang Béo đây. Trước mắt quý anh chị đó chính là một con Kia Seltos sản xuất 2021. Đây, logo Kia. Odo 26.000 cây bản 1.4 Premium nha. Hiện tại đây được anh Quang chào bán với mức giá là 615 triệu. Và trong video này anh Quang sẽ test drive và trải nghiệm con xe này cho quý anh chị xem. Về cái cảm giác lái, đây anh Quang sẽ nói về cái cảm giác lái trước ha, mọi tính năng thì anh Quang sẽ để sau. Rồi. Vô lăng thì khá là nhẹ nhàng nha quý anh chị. Đây. Đấy. Nó nhẹ như Mazda nhưng mà nó sẽ có một sorry quý chị, nó nhẹ cỡ Mazda nhưng mà nó nặng hơn một chút xíu. Thì các chị em phụ nữ người ta đi dòng này cũng rất là nhiều ha, do nhờ vào cái vô lăng này thì chạy cũng rất là êm, nó cũng rất là ok. Rồi, chân ga thì cũng rất là nhạy. Nếu mà chuyển qua chế độ sport nó chạy rất là bốc luôn. Rồi. Về cái cách âm của con xe này thì em Quang không thể đánh giá được cái cách âm của con xe này bởi vì con này đã được chủ người ta lên cách âm 3M rồi. Đấy. Rồi về cái cảm giác là như thế thôi. Về những cái tính năng thì vẫn còn hoạt động bình thường và em Quang đã test hết rồi ha. Auto đèn nè, rồi ga tự động nè, đã test ok hết rồi. Trên con xe này đầu tiên là quý vị có thể nhìn thấy là đã được chủ người ta trang bị đèn viền nội thất nè. Đấy. Rồi camera 360 đây. Thì em Quang thì chuyên làm về xe đã qua sử dụng. Nên về những cái tính năng kỹ thuật mà chuyên môn sâu về con xe này thì em Quang sẽ không rõ. Quý anh chị mà muốn biết rõ thì hãy xem trên những anh em bán xe mới. Hoặc là trên xe hay người ta sẽ review rõ ha. Còn em Quang thì quý anh chị thông cảm cho em Quang. Em Quang biết cái gì thì em Quang sẽ nói cái đó cho quý anh chị nha. Đây màn hình thì lúc nãy cũng đã cho quý anh chị xem. Camera 360 này chủ lên mà khi mà mình bật cam là nó sẽ tự chuyển cam nè quý anh chị. Rồi quý anh chị thông cảm cho em Quang xíu nha. Em Quang bị sổ mũi nữa rồi. Đây. Rồi dàn lạnh thì rất là buốt, rất là lạnh rất là nhanh. Có cả sạc pin không dây nè. Một cái phần để điện thoại này với những cái cổng 12V, cổng sạc USB. Gần số thì đã được chủ người ta bọc lại nè. Vô lăng cũng thế, cũng đã được người ta ốp carbon vào để cho đỡ mòn nha quý anh chị. Rồi này là phanh tay, chạm bằng cơm. Có làm mát ghế. Một cái nút mở ra view 360 nè. Rồi hộc để nước, bệ tì tay đầy đủ hết. Và đặc biệt là ở đây cũng còn siêu. Đó. Rồi về cái cảm giác của em Quang ngồi con xe này thì rất là rộng ha. Rất là ok. Đây cũng là một trong những con SUV cỡ nhỏ nhưng mà ngồi khá là rộng. Giá thành cũng rất rẻ. Ngày xưa quý anh chị mua con xe này giá cũng phải hơn 700. Mà nhiều khi đặt hàng rồi không có hàng. Bây giờ em Quang đang chào bán con xe này giá chỉ có 615 triệu thôi. Một cái mức giá rất là rẻ. Đấy. Thì quý anh chị nào mà đang có quan tâm con xe này có thể xem cái cảm nhận của em Quang. Em Quang có sao nói vậy thôi. Đấy. Thì mình cũng không có giấu giếm gì khách hàng. Xe cản chứ cản sao là có dặm lại. Nói chung là có sẽ nói. Nhưng mà sẽ cam kết cho quý anh chị không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước ha. Còn cái xe mà chạy trong thành phố mà nhiều khi những cái xe máy người ta va quẹt với cái đầu xe của mình làm chạy xước á thì cái đó là điều không thể tránh khỏi rồi. Thì chắc chắn là về Quang sẽ có dặm lại nên quý anh chị cứ yên tâm. Còn xe và chiếc xe là bao hết cho quý anh chị luôn, cam kết bằng văn bản không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin. Đấy. Rồi, ok. Và chắc là bây giờ mình sẽ đi ra để mình quay ngoại thất con xe này đi. Thì bây giờ mình đi một vòng để trải nghiệm thử con xe này trước nha quý anh chị nha. Đấy, rất là ngon. Chạy trong phố cũng rất là nhỏ gọn, rất là ok. Kia Seltos sản xuất 2021. Chỗ người ta lên những cái đèn này rất là dễ thương, cute ha. Cam 360 vẫn còn hoạt động bình thường nè. Cái đèn bóng này chắc nó bị lỏng dây thôi. Rồi, xe rất là đẹp. Trời thì đang rất là nắng ha quý anh chị, nên quý anh chị thông cảm cho quan xíu nha, hơi nhăn một chút xíu.
Rồi con xe điểm này cũng có cả bể bước luôn quý anh chị. Bây giờ mình review từ trước ra sau đi, ba đợt sóc liền làng nè. Mâm phay hai màu nè, cam 360 nè, có cả bể bước nè. Đấy. Rất là chắc chắn ha. Bao cho quý anh chị đây là chủ người ta lên thêm. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Nồi tay nắm cửa viền rơm, nút bấm mở khóa cửa nè. Về che mưa, dán phim cách nhiệt. Ba đợt sóc đây. Liền hết. Đèn thì full led hết, cảm biến sau, camera lùi. Này thì đang bị lóc rồi, để em quay. Rồi, đây. Động cơ TZDI TGDI à. Đây. Để cho quý anh chị xem bánh sơ cua đồ này. Đây, bánh sơ cua thì còn khá là mới, chưa hạ luôn quý anh chị. Tại sao nó không có đường chỉ ta? Bánh này chưa hạ mà. À đây, nó có một cái đường chỉ mà nó rất là mờ nha quý anh chị. Đây nó có cái đường chỉ màu đen rất là mờ đây. Đấy. Rồi đồ nghề đầy đủ hết. Đây con xe đã được chủ người ta lót cách âm như video trước em quay cũng đã nói ha. 3M. Nên cũng không biết về cái độ cách âm zin của con xe này như thế nào. Rồi, ốc yết hiện qua sẽ bao hết cho quý anh chị, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ xuống nguyên zin. Bảo hành đầy đủ hết cho quý anh chị luôn. Mức độ tiêu hao nhiên liệu chỉ ở 6.3 lít cho 100 cây thôi. Rồi, rất là ok ha. Ngon. Không còn gì phải bàn cãi. Lớp liếc đồ rất là mới. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi, cho quý anh chị xem hàng ghế đằng sau nữa đi. Rồi. Ok. Rất là đẹp. Có cả cửa gió đằng sau luôn. Rồi ông Vy xin nhắc lại, đây là Kia Seltos sản xuất 2021 nha, 1.4 Premium, Odo 26.000 cây. Để mở khoang máy cho quý anh chị xem. Máy 1.4 turbo coi là nó có to như con xe này hay không, nó có bề thế hay không. Đấy, rất là to, rất là bự nha quý anh chị. Ốc chừng máy còn rất là đẹp. Rồi, ốc nắp cabo nè. Đấy, sùng chỉ nguyên zin, những cái vớp bấm robot là không cần phải bàn cãi luôn. Rồi, ok. Đó. Rồi, hiện tại con xe này đang được em quan chào bán với mức giá là 635 hay 15 ta, 615 đúng không? Để quan check lại giá nha, quan nhớ là 615 triệu nha. Rồi nếu quý chị mà đang có nhu cầu quan tâm con xe này thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang nha. 0813 700 900, địa chỉ xem xe là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn, gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Đang quay xe thì gặp anh Phong đánh một con Nissan Verita, em Quang cũng đã rất là quay rất là nhiều lần trên kênh siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị. Biển số thì rất là đẹp, khá là đẹp. Xe rất là dễ thương, cute phong em Quang. Ủa anh Phong, cái con này là hình như em nhớ ngày xưa mình có bán mà đúng không anh? Bây giờ không bán nữa anh. Ai quay cho quý anh chị xem. Mấy con xe này thì xe sưu tầm thôi. Xe này em nhớ như là đời giống. Cái này em quay cho quý anh chị xem ngoại thất nội thất thôi nha. Em quay sẽ mạn phép không lái thử con xe này nha quý anh chị. Quý anh chị thông cảm cho em quay ha. Xe hàng hiếm. Đây, về cái phần đầu đèn quý chị hay nhìn thấy đây, rất là đẹp. Mặt ga lăng nè, rồi biển số Verita này của Nissan nha quý anh chị, này logo của Nissan nha. Đèn nè. Ba đợt sóc thì liền lạc hết. Mâm thì là mâm sắt. Tiếng mâm sắt ha, lớp Michelin nhỏ, rất là nhỏ xíu. Để coi thông số thước lớp đây. 165/70 R17 nha quý anh chị. R13 quý anh chị. Rất là nhỏ. Rồi. Đây, xe bên này không trong bán nha. Xe này là không bán nha quý anh chị. Đây, kính đồ này nọ. Rồi. Vô lăng được ốp gỗ nè, càng. Ồ, càng nghe hay dữ. Ở nội thất thì rất là đẹp. Rồi, con xe này thì sẽ được lên sau cuối của con Kia Seltos kia trên kênh siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị. Đấy.
Tiến quay cái ghế là Tiến. Ghế là có lông luôn nha quý anh chị, có trải lông Nằm nịnh lót. á, lông nè, rất là đã luôn, dàn lạnh thì còn khá là ok nè, rất là mới, vẫn còn hoạt động bình thường ha. Đăng Rồi kiểm tới đăng 2024. kiểm tới 2024 luôn. Đội hình thức nó có một cái gì đó rất là đẹp, nó kiểu như nó một cái đẹp cổ anh chị, nó ốp gỗ rất là nhiều ha, và đặc biệt có một cái đồng hồ sang chảnh đây đấy. Rồi dàn lạnh dàn liếc đồ rất là ngon, số tự động có cả số 2 và số 1 luôn. Rồi mình ra đằng sau xem thử coi. Chiếc này hơi nhiều tiền, chạy hơi rén. Cốp này phải có chìa khóa mới mở được. À. Dạ. Rồi đây. Cốp đây. Quý chị vào quay đứng với cái xe quý chị. Rồi ok đây, tiến vào bên trong là tiến. Có cả bánh sơ cua đồ nghề đầy đủ hết, không thiếu một cái gì nè. Xe thì em quay chỉ để chân thôi nha quý anh chị, nhưng mà những cái hình ảnh này rất ít khi có ha, vẫn chạy những cái con xe cổ như thế này đây, tại siêu thị ô tô Hà Nội. Xe thì bao hết cho quý anh chị, xe này giờ là để chân thôi, không bán nữa nha quý anh chị, xe này giờ không bán nữa, Có tiền không mua được. có tiền không mua được. Rồi quá đẹp rồi, ok. Nếu chị thấy video này hay, cho quay xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất của siêu thị ô tô Hà Nội nha, và hẹn lại với chị video tiếp theo. Bye bye. Tư liệu hiếm.